Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại chuyên mục Tâm sự Thầm Kín. Và đến với tâm sự của đêm ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe câu chuyện có tựa đề Tôi đã cõng rắn độc về nhà. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Sinh ra trong một gia đình tri thức khá giả, tôi được bố mẹ lo cho ăn học đầy đủ và cẩn thận. Học xong đại học, tôi thi đỗ học bổng thạc sĩ ở Thụy Điển. Tôi và anh quen nhau chính tại nơi đấy, nơi đất khách quê người. Gặp được một người đồng hương là niềm vui lớn. Chúng tôi dựa vào nhau, san sẻ cùng nhau bao nhiêu khó khăn những ngày xa xứ. Tình cảm anh em bạn bè, tình yêu nảy nở. Sau khi hai đứa tốt nghiệp, về Việt Nam, chúng tôi làm đám cưới. Khi mới về nước, tôi và chồng cùng xin vào làm giảng viên tại trường đại học trước khi bố tôi làm việc. Trẻ tuổi, lại yêu nghề, cả hai chúng tôi đều rất thân thiết với các em học sinh. Riêng anh thì lại càng được các sinh viên nữ mến mộ. Nhiều lúc trên Facebook của anh, các em sinh viên còn chẳng thèm gọi anh là thầy, mà toàn anh em ngọt xớt. Thậm chí có đứa còn trắng trợn gọi anh là anh yêu. Lúc đầu tôi cũng ghen dữ lắm, nhưng về sau nghĩ là bọn trẻ nó nghịch ngợm, và lại chắc các em thấy thầy giáo trẻ nên trêu đùa, tôi cũng chẳng để ý nữa. Năm 2018, tôi lần đầu tiên được bổ nhiệm làm chủ nhiệm của một lớp biên chế tại trường. Ngay từ khi vào lớp, tôi đã rất ấn tượng với một cô bé. Em tên là Hồng, người Thanh Hóa, đồng hương với chồng của tôi. Người em nhỏ, gầy gò, da ngăm, nhưng bù lại đôi mắt rất sáng và nụ cười duyên, lại hút hồn người khác. Buổi đầu tiên em đã xung phong làm lớp trưởng. Gia đình nghèo, bố em mất từ khi còn nhỏ, mẹ thì ốm đau liên miên. Hồng quyết tâm học để thoát nghèo. Không chỉ học giỏi, sự tháo vát nhanh nhẹn của em khiến cho tôi rất yêu mến. Ngoài việc trên lớp, cô trò thỉnh thoảng vẫn cùng nhau đi trà chanh và nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Phải nói Hồng là một cô gái rất có duyên và nói chuyện vô cùng thu hút. Cô trò chúng tôi rất hợp nhau và ngày càng thân thiết. Tôi đã dần coi em không chỉ là một cô sinh viên mà còn như một đứa em gái bé bỏng của mình. Một buổi tối tầm gần 11 giờ, tôi nhận được tin nhắn từ Hồng chỉ vỏn vẹn hai chữ cứu em. Lo lắng tôi gọi điện chồng liên tục nhưng em không bắt máy. Tôi vội gọi cho một sinh viên trong lớp hỏi địa chỉ của Hồng, rồi cùng ông xã chạy đến đó. Tới nơi, chúng tôi gọi cửa ầm ĩ nhưng không ai dám mở. Tôi phải gọi công an phường gần đó đến hỗ trợ. Phá được qua vào nhà, chúng tôi thấy ông chủ chỗ trọ đang ngã vật trên sàn nhà, còn Hồng thì ngồi thu lu và khóc một mình. Trên sàn nhà, quần áo xộc xệch, thì ra ông chủ say rượu, có tính hành động sàm sỡ với Hồng. Hoảng loạn, em dùng cây đèn đánh vào đầu lão, bất tỉnh. Tuy chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tâm lý của Hồng bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Vì lo cho em, tôi bàn với chồng là đưa em về nhà mình chăm sóc, để em sinh hoạt trong căn phòng vợ chồng tôi dự tính làm phòng ngủ cho con sau này. Tôi và chồng đã nhiệt tình giúp đỡ, tận lòng chăm sóc Hồng. Từ khi về ở nhà tôi, em vui vẻ hơn hẳn, tâm lý ổn định, nụ cười đã trở lại thường xuyên trên môi. Hồng và chồng tôi rất hợp nhau. Bữa cơm, hai người trò chuyện khá vui vẻ. Những câu chuyện, kỷ niệm về tuổi thơ gắn với quê hương làm hai người xích lại gần nhau hơn. Dần dần tôi có cảm giác rất kỳ lạ và thật sự ghen tị mỗi khi mình như người thừa giữa chồng và em. Cảm thấy tình trạng của Hồng đã rất tốt, tôi bèn kín đáo tìm một nhà trọ an toàn để em chuyển đến. Nhưng chưa kịp nói ra, thì một ngày Hồng đã xin phép tôi chuyển ra ngoài. Em không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng tôi. Khi ấy tôi đã ân hận lắm khi thấy mình cả nghĩ, lại bị ghen tị làm mờ mắt, nghi ngờ chồng và em. Sau khi chuyển đi, thỉnh thoảng Hồng vẫn qua nhà tôi chơi. Đôi khi em làm riêng những món đặc sản của Thanh Hóa tặng riêng cho chồng tôi. Ngày hôm ấy là tròn một tháng sau khi Hồng dọn ra khỏi nhà tôi. Tuy không phải là giờ dạy của tôi, nhưng do một chị cùng trường bận, nhờ tôi dạy thay nên tôi vẫn dắt xe ra khỏi nhà. Đi được nửa đường thì chị gọi điện báo là đã thu xếp được công việc, nói tôi không cần phải đến trường nữa.
tiện công ra đường, tôi quyết định đi mua ít đồ để về làm một bữa cải thiện cho gia đình. Nhìn thấy ở chợ có bán món nem chua mà cả Hồng và ông xã tôi đều rất thích, tôi quyết định mua một ít để mang đến cho Hồng. Đến đầu ngõ nhà em, tôi như chết đứng khi nhìn thấy em đang súng xính váy áo, leo lên một chiếc xe quen thuộc, vòng tay qua eo một người đàn ông quen thuộc. Đó là chồng tôi. Tôi lẳng lặng bám theo hai người. Họ đi vòng về một lúc lâu rồi rẽ vào một nhà nghỉ trong một con ngõ nhỏ. Tim tôi như ngừng đập. Tôi cứng người chẳng biết phải làm sao. Người học trò, người em gái, người chồng mà tôi tin tưởng đã nhẫn tâm với tôi như thế. Tôi rẽ vào quán cà phê đối diện và nhắn tin cho Hồng. Khi nào em về thầy Huy xong việc, xuống gặp cô ở quán cà phê phía trước, cô chờ hai người. 15 phút sau, hai người đó xuống gặp tôi. Chồng tôi chẳng dám nói câu nào, còn Hồng thì luôn miệng xin lỗi và xin tha thứ. Tôi im lặng. Hồng cúi đầu xuống đất lại tôi. Chồng tôi hốt hoảng đỡ người tỉnh dậy, quay qua tôi và gắt lên. Kìa, em nói gì đi chứ, đừng có hành hạ cô ấy như vậy. Thấy Hồng cùng với học trò ngang nhiên tỉnh tứ, tôi càng thêm hận. Sao hôm ấy tôi bỏ về nhà mẹ đẻ? Tôi cần thời gian để mà suy nghĩ. Chuyện trở nên rắc rối trong một tuần sau. Chồng tôi hẹn tôi nói chuyện và thú nhận là Hồng đã có thai hơn một tháng với anh. Vậy là hai kẻ ấy đã gian díu với nhau ngay từ thời gian cô ta ở nhà tôi. Tôi nuốt vào trong lòng giọt nước mắt đáng cay. Còn trách ai được nữa? Chính tôi đã cõng rắn về nhà. Sau ngày hôm ấy, cô ta ngày nào cũng đến nhà mẹ đẻ tôi, đòi được xin tôi tha thứ. Tôi quyết không gặp. Cô ta quỳ trước cửa nhà, quỳ lại tôi hãy buông tha chồng, để cho cô ta và anh đến với nhau. Tôi không tiến thì cô ta lại đến làm phiền bố mẹ tôi, nói rằng mình không có lối thoát. Rồi thì vì là vợ chồng tôi chưa có con, nếu ly dị thì chưa ảnh hưởng gì lớn cả. Câu nói của cô ta rằng chồng tôi và cô ta yêu nhau thật lòng như sát muối vào lòng tôi. Hai cụ nhà tôi đã phải muối mặt bao nhiêu với hàng xóm về chuyện này. Mẹ chồng tôi ở quê cũng gọi điện ra. Cụ khóc rất nhiều. Cụ nói cụ không thể bỏ rơi dòng giống dòng tộc và người sinh thành ra cháu nội mình. Cuối cùng tôi cũng đành phải chấp nhận ly hôn với kẻ bội bạc đó. Chịu không nổi điều tiếng, tôi phải nghỉ làm ở trường, đi dạy nơi khác. Nhưng đến đâu tôi cũng gặp những lời nói xì xào. Các em sinh viên đều bàn ra tán vào về câu chuyện của tôi. Tôi không thể sống cuộc sống ấy. Tôi chuyển về miền Nam, bỏ nghề dạy học, đi làm cho một công ty chứng khoán. Tôi kể câu chuyện này ra đây không phải để lấy sự thương cảm của mọi người. Tôi viết những dòng này là vì muốn gửi đến tác giả bài viết người đàn ông đầu tiên của tôi bằng tuổi ông ngoại tôi, đôi lời qua câu chuyện đời tôi. Bản chất em không phải người xấu, em vẫn còn hơn kẻ đã phá nát gia đình tôi. Em còn biết ân hận, còn biết quay đầu lại. Không như cô ta, nhẫn tâm đối với người đã đưa tay ra cứu giúp mình khi khốn khó. Em còn trẻ, tôi mong em hãy tỉnh ra, từ bỏ tình cảm sai lầm ấy mà bước tiếp trên đường đời. Nếu tâm em nổi lên ý định xấu xa nào đó, xin em hãy nhớ tới tôi, tới những lời cay đắng của tôi mà rút lui. Đừng làm cho thêm một người phụ nữ nữa phải chịu nỗi đau sái tâm can như tôi. Tôi xin chúc em đứng vững trên con đường tiếp theo của mình. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe hết câu chuyện tâm sự của ngày hôm nay, cõng rắn độc về nhà. Và quý vị nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Hãy bình luận xuống bên dưới để cho nhân vật chính cô có thể đọc được nhé. Và thời lượng phát sóng chương trình đến đây cũng đã hết. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những câu chuyện tâm sự sẽ có trong số phát sóng tiếp theo vào khung giờ này của ngày mai trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, kính chào quý vị.